Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin news của Auto Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng hữu ích và cập nhật mới nhất về thị trường ô tô Việt Nam. Đó chính là hãng xe VinFast của Việt Nam. Với những thông tin chính sau đây, VinFast bất ngờ đưa ra chương trình ưu đãi lớn chưa từng có dành cho hai mẫu xe Lux A2.0 và Lux SA2.0. Theo thông tin trên website chính thức của hãng xe Việt, tổng mức giảm giá xe cao nhất lên tới 285 triệu đồng. Chương trình này được diễn ra từ ngày 5 tháng 5 và kéo dài đến ngày 31 tháng 5 năm 2020. VinFast Lux A2.0 đang được ưu đãi mạnh tay nhất trong tháng 5, cụ thể đối với khách hàng trả thẳng mẫu VinFast Lux A2.0 bản tiêu chuẩn với mức giá cũ là 1 tỷ 129 triệu đồng, ưu đãi chỉ còn 896 triệu đồng. Thưa quý vị, đây là một mức ưu đãi rất lớn. Với bản cao cấp nhất có giá trị hơn 1 tỷ 367 triệu đồng, nay giảm còn 1,1 tỷ đồng. Bản tầm trung có giá ưu đãi là 975 triệu đồng. Mức giảm cao nhất đối với mẫu sedan này lại khoảng là 258 triệu đồng. Với mẫu VinFast Lux SA 2.0 được ưu đãi mạnh tay hơn lên tới 285 triệu đồng nếu trả thẳng. Còn về mẫu xe cỡ nhỏ VinFast Paradigm thì sẽ không có thay đổi nhiều về mức giá mà vẫn áp dụng chương trình khuyến mại. Đó chính là giảm trực tiếp 10% trên giá niêm yết đối với khách hàng trả thẳng. Và một điều nữa đặc biệt hơn với VinFast đó chính là VinFast chính thức triển khai chương trình đổi cũ lấy mới lên đời xe sang nhằm hỗ trợ khách hàng chuyển sang sử dụng xe VinFast nhiều hơn với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Và đây chính là một chính sách chưa từng có tại thị trường ô tô của Việt Nam. Đặc biệt hơn nữa là trong chương trình, do chính VinFast thương hiệu ô tô mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam khoảng một năm gần đây thôi. Với chương trình này thì khiến giới kinh doanh ô tô cũng như người tiêu dùng trong nước không khỏi trầm trồ. Trên các diễn đàn ô tô lớn trong cả nước ngay lập tức dậy lên một làn sóng trước chương trình của VinFast. Hầu hết các ý kiến bình luận đều thể hiện quan điểm đánh giá cao về cách làm của hãng xe Việt. Tuy nhiên, quan trọng là VinFast phải định giá những chiếc xe cũ một cách hợp lý. Nếu như làm tốt khâu này thì VinFast sẽ trở thành một hãng xe chiếm thị phần lớn tại Việt Nam, hay ít ra cũng là một trong những hãng xe sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam. Theo các con số thống kê cũng cho thấy, về số lượng xe đăng ký mới trong quý 1 năm 2020 thì ô tô của VinFast đã lọt vào top 5 về doanh số trên thị trường Việt Nam. Theo một thông tin mới đây nhất thì VinFast đang chuẩn bị trình làng bản nâng cấp của phiên bản Lux SA 2.0, có thể sẽ là một chiếc xe địa hình hoặc là một chiếc xe bản SUV cỡ lớn, full size hoặc là mẫu xe nào đó. Và mẫu xe này chắc chắn sẽ được ra mắt vào khoảng 2 đến 3 tháng tới. Và thưa quý vị, và vừa rồi chúng tôi đã tổng hợp những tin chính vô cùng hấp dẫn về thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng vừa qua. Hãy nhớ like và subscribe để ủng hộ chúng tôi. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.